Nha. Chào các bạn đã đến với kênh đi tìm đồ chơi của mình nha các bạn. Wow, hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tìm đồ chơi các bạn ơi. Cùng cái giỏ thần kỳ đi tìm đồ chơi nè các bạn. À, hôm nay á là mình sẽ đi ra một cái khu vườn quan quắn này nha các bạn. Cái khu vườn này là vườn huyền thoại nha các bạn. Mình tìm ở đây rất là nhiều đồ chơi rồi các bạn ơi. Nào, let's go, let's go. Yeah, yeah, let's go nào. Ôi, bạn ơi. Wow. Wow, trên cái cây này quá trời nhiều đồ chơi luôn các bạn ơi. Wow. Trên cái mai này rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn ơi. Là một cái xe bồn nữa các bạn ơi. Wow, bây giờ mình tìm đồ chơi nha. Mình tìm vừa xong mình đem vô mình sẽ review cho các bạn nha. À, một cái xe gì, đồ chơi gì nữa các bạn ơi. Thì rồi ha, mình tìm hết đồ chơi rồi xong mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ đến đón xem hết clip nha các bạn. Wow, xe gì nữa nè. Ha ha. Wow, quá trời nhiều xe mới vô các bạn ơi, trong bọc không nè. À, đây nữa nè các bạn ơi. Tiếp tục thôi nào. Wow, cái này là gì đây? Ồ, một cái hộp xe đồ chơi các bạn ơi. Wow, chưa có mở luôn nè. Rồi, vô mánh các bạn ơi. Mở đây là 4 đồ hộp các bạn ơi. Tiếp tục nào. Tiếp tục, let's go, let's go. Ôi, các bạn ơi. Ôi, một cái bọc rất là nhiều xe đồ chơi luôn nè. Ha ha. À, đã quá các bạn ơi. Ui, giá 112.000 luôn bạn ơi. Ai làm lọt các bạn ơi. Wow, ở đây nè. Ôi, cái bọc xe gì nè các bạn ơi. Wow, yêu quá các bạn ơi. Bỏ vô vỏ thần kỳ thôi nào. Ha ha. Tiếp tục thôi nào. Các bạn ơi, nhớ đón xem hết clip. Đừng, mình mở hộp đồ chơi cho các bạn nha. Wow. Các bạn ơi. Wow. Một chiếc xe đầu thú cần cỏ bự luôn nè. Ha ha, xe cần cẩu luôn. Wow. Đầy luôn các bạn ơi. Nhiều quá các bạn ơi. Ha ha. Rồi mình tiếp tục thôi nào. Mình sẽ kiếm vài cái đồ chơi nữa thôi. Mình sẽ về nha các bạn. Mình về mở hộp cho bạn xem. Ây da, đây. Wow. Là một cái xe đồ chơi nữa các bạn ơi. Wow, bự quá các bạn ơi nè. Ha ha. Xe mới không nghe các bạn. Ha ha. Wow, toàn là xe mới không các bạn ơi. Rồi mình để đây nha các bạn, mình đi tìm nha. Wow. Đây là một cái xe đồ chơi nữa các bạn ơi. Ha ha ha. Một xe cứu hỏa nè các bạn. Wow, mình để đây. Ha ha, mình để đây. Mình sẽ đi tìm tiếp thôi nào. Wow. Còn xe đồ chơi không ta? Ôi, các bạn ơi. Wow. Đây là xe đồ chơi nè các bạn ơi. Wow. Ui. Một chiếc xe bự luôn. Ha ha. Wow. Thôi mình về thôi các bạn ơi, mình về mình sẽ quy hoạch cho các bạn xem nha. Wow, quá nhiều các bạn ơi. Wow, nhiều quá rồi, nhiều đồ chơi quá rồi nha. Mình về mình quy hoạch cho các bạn xem nào. Ây da, rồi các bạn ơi, đợi mình xíu nha. Ây da, rớt các bạn ơi. Wow, rớt các bạn ơi. Ôi, nhiều đồ chơi quá mà khiên không nổi luôn các bạn ơi. Có gì các bạn ơi. Ui. Rồi, mình để về mình khui hộp cho bạn xem nha. Ây da. Bạn ơi, từ từ thôi bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Tới nơi rồi các bạn ơi. Mình đã về tới nhà rồi các bạn ơi. Wow, chơi được chơi nhiều quá các bạn ơi. Mình sẽ mở hộp đồ chơi cho bạn xem nha. Đây, một cái xe gì đây? À, đủ các bạn, đây là xe gì? Các bạn nào, các bạn hãy xem đây là xe gì nào. Hãy trả lời cho mình biết đây là một xe gì các bạn ơi. Ha ha. À, thì ra đây là một cái xe lu các bạn ơi, xe ủi đất các bạn ơi. Đây các bạn, nó có đồ ủi đây. Ha ha, nó có đồ để ủi đất đây các bạn ơi. Ha. Wow, ủi nè. Wow, ha ha. Ui, xe rất bự, rất đẹp luôn các bạn ơi, xe rất mới luôn nha. Ha ha.
xe màu xanh nè các bạn ơi, cái bánh màu vàng nè, củi màu đỏ nè, rất đẹp luôn nè. Bây giờ mình sẽ bỏ đây nha, để nó đậu đó nha các bạn. Mình để mình tiếp tục mình lấy khác thôi nào. Tiếp tục nào, tiếp tục nào các bạn ơi. Rồi, tới xe về đây. Các bạn ơi, à đây là một cái xe cần cẩu bạn ơi. Ui, xe cần mút các bạn ơi, xe cần mút các bạn ơi. Wow, xe rất đẹp luôn đó bạn. Dạ, coi nè các bạn nè. Wow, mình sẽ đây nghe. Wow, một xe cũng xe cần cẩu mà xe cần cẩu đầu thú luôn các bạn ơi, rất là đẹp luôn nè, rất đẹp luôn các bạn ơi, quá đã các bạn ơi. Ha ha ha, yeah các bạn ơi, đây là một xe cần cẩu rồi nè. À, nó có đầu cẩu nè các bạn ơi, có dây cẩu này nha, mình sẽ cẩu lên nha, đó thấy chưa các bạn, thấy chưa, mình sẽ cẩu cái xe này nha, cẩu xe này cho bạn xem nha. Wow, nó cẩu hơi bị ghê luôn đó các bạn ơi. Đó, cần cẩu này cẩu rất là lực luôn các bạn. Dạ, cỡ nặng rất là giỏi luôn đó. Đó, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Wow nè, thấy chưa các bạn, thấy không? Ồ, nó cẩu lên luôn nè các bạn, thấy không? Hay quá các bạn ơi, mình sẽ bỏ đây nha. Nha, mình bỏ đây nha. Ây da, màu xanh nha. Đó, ây da, đầu khủng long luôn nha các bạn. Rất đẹp nha. Tiếp tục thế nào. Ui bạn ơi, đây nè, đây là những chiếc xe nha, mô tô, những xe công trình nhỏ đó các bạn ơi. Wow, nhóc luôn bạn ơi nè. Mình sẽ xé đây cho bạn xem nha. Wow, rất là nhiều luôn bạn ơi. Wow, xe đâu dưới vậy ta? Đây nha, đây nha. Ô, quá nhiều các bạn ơi. Đây nè, ha ha. À, một xe cứu thương nè các bạn ơi. Yeah. Ha ha, qua đây nha. Đó. Wow. Ô, một xe buýt nè bạn ơi, xe buýt nè. Wow, đã quá bạn ơi. Ô, đây là một xe buýt nữa. Ô, quá nhiều xe luôn bạn ơi. Wow, xe buýt luôn nè. Ô, tới 4 chiếc xe buýt luôn bạn ơi. Wow, dữ quá bạn ơi. He he. À, ô, đây là một xe. Đây là một xe cứu hỏa nè các bạn ơi. Xe cứu hộ cứu hỏa này nghe. He he. Ôi, hai xe cứu hỏa luôn. Wow. Ôi xe police luôn nè bạn ơi, nè xe công an nè. Ôi quá nhiều xe luôn bạn ơi. Wow nè. Wow, những chiếc xe của ả nhất vô nhóm của bạn ơi. Ha, rất nhiều xe luôn nha. Rồi tiếp tục nào. Ô, các bạn ơi, đây xe gì vậy? Ô, là một anh siêu nhân bắn súng nè các bạn ơi. Anh siêu nhân cỡ xe đi bắn súng nè. Ha ha. À, đây có giới thiệu nữa bạn ơi nè. Wow, mình sẽ cho nó chạy cho bạn xem nha. Đây, nè, nè, các bạn ơi, cho bạn sẽ cho bạn xem nó chạy nha. Nè. Wow, nè, 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 nè. Có nè các bạn ơi, nè chạy ra. Wow, ghê chưa các bạn? Rồi, tiếp tục thôi các bạn ơi. Wow, hồi nãy mình đang quay bị lật cái điện thoại các bạn ơi. Wow, đây là xe gì nữa các bạn ơi? Xe mới luôn nè. Mở cho bạn xem nha. À, là một cái xe trộm cái xe phá bê tông bạn ơi nè, nó có độ phá bê tông nè, thấy chưa các bạn, thấy chưa, đó là đục tường nè. Wow, rất là dài luôn bạn ơi nè, cần rất là dài luôn nè các bạn ơi nè. Ha ha, đục tường nè, đục đục nè. Ha ha. Wow, một chiếc xe màu vàng nghe các bạn, rất đẹp luôn bạn ơi. Wow, ha ha, da da, đã quá các bạn ơi. Wow, tiếp tục thôi bạn ơi. Ô, ai bạn ơi, wow, còn một chiếc xe này nữa nè các bạn. Xe này là xe gì đây? Mình sẽ mở cho bạn xem nha. Ha ha. Hồi nãy mình tìm được cái xe này nữa nè các bạn ơi. Xe này xe gì đây? Wow, ở đàn giá mình kêu rất là chắc nha các bạn. Mình sẽ gỡ cho bạn xem nha. Yeah, mình sẽ gỡ ra cho bạn xem. Xe này xe gì? À, ô, các bạn ơi, là một cái xe cơ giới, xe máy cày các bạn ơi nè. À, một cái xe máy cày mà có đồ ủi luôn nữa bạn ơi. Wow nè, wow, ơi sao nó có bồn chở dầu cháy luôn các bạn ơi nè. Ha ha. Rất là đẹp luôn bạn ơi nè, đây nè. Wow, một xe màu vàng rất đẹp các bạn ơi. Ui nó chạy nè. Ô. Đẹp các bạn ơi. Ha, à, mình bỏ đây nha, tiếp tục thôi bạn ơi. Wow, tiếp tục thế nào. He he. Wow, đây là một xe chở bộn bạn ơi. Ô, một cái xe chở bộn màu vàng rất đẹp luôn nè. Ha ha. Hay quá các bạn ơi.
Hôm nay tìm được nhiều đồ chơi mới quá các bạn ơi. Wow, làm một cái xe chở bộ. Xe trộn bê tông bạn ơi. Wow, mình nói lộn luôn rồi. Một xe trộn bê tông màu vàng rất đẹp luôn nè. Wow, nó có đồ quay luôn nè bạn nè. Quay nè. Khi mình quay cái này á là nó sẽ trộn bê tông nè bạn. Đó, nó trộn thấy không? Cái này nó quay nè phải không? Cái đồ trộn quay nè. Đó các bạn thấy không? Wow, xe màu vàng rất đẹp luôn nè. Wow. Chào các bạn, mình là xe trộn bê tông đây các bạn ơi. Các bạn có nhu cầu trộn bê tông thì hãy liên hệ với mình nha. Xin chào các bạn nha. Ngồi đây. Rồi, mình ở đây đây. Nha các bạn ơi, tiếp tục thôi nào. Wow, là một xe gì nữa đây bạn? Ồ, một xe trong hộp nè, nãy mình tìm được xe hộp này không, mình không biết xe gì luôn các bạn ơi. Mình mở ra mình biết được, nhưng mà ở ngoài mình nghĩ là một con xe robot nè các bạn ơi. Wow, một xe robot. Ây da các bạn ơi, xe gì đây? Wow, xe bự các bạn ơi. Là một con xe cứu hỏa các bạn ơi. Nhưng mà wow, hình như con xe này là chuyển sang robot được bạn ơi. Wow, đọc các bạn ơi. Cái này chuyển sao ta? Hình như nó chuyển sang làm robot được các bạn ơi. Ở đây có pin đấy nè bạn ơi. Wow, ở đây để pin vô được nè. Mình để pin cho bạn xem nha. Nè, nó có đều để pin luôn bạn ơi. Mình có đem pin theo luôn các bạn ơi. Mình chuyên nghiệp rồi, mình khi tìm được chơi mình đem pin lên luôn. Đó. Chưa nè, để mình thử cho bạn xem nha. Được, con xe này có đồ chơi pin luôn bạn ơi, yêu quá. Đây, pin vô thôi nào. Rồi. Một pin đây nữa các bạn ơi. Wow. Mở lên. Sẽ có quả luôn bạn ơi. Mình sẽ đóng cái nắp lại nha. Rồi mình đóng nắp lại rồi mình sẽ để cho các bạn cho nó đi cho nó chạy nha các bạn. Wow. Đóng lộn hay sao các bạn ơi. Mình đóng lộn bề các bạn ơi. Rồi nè. Các bạn ơi nè, mình cho nó chạy nha. Nè, để cho chạy nha. Wow, bạn ơi nè. Các bạn ơi. Nè. Nó tự hỏi luôn là bạn ơi. Thành siêu nhân luôn bạn ơi nè. Quá độc các bạn ơi. Xe của quả mà thành siêu nhân luôn bạn ơi. Cái nè, bạn coi nè ha nè. Wow nè. Nó chạy nó tự lên làm thành siêu nhân luôn nè bạn ơi nè. Độc quá các bạn ơi nè. Quá độc các bạn ơi. Nó có hai cái súng luôn nè bạn ơi nè. Quá đã bạn ơi. Quá đã các bạn ơi. Wow, quá độc các bạn ơi. Rồi, thôi, bỏ vô đây thôi bạn ơi. Rồi. Đi tìm được chơi tiếp nha bạn ơi. Wow. Cái này quá thì tìm được chơi độc luôn bạn ơi. Nè. Mình tiếp tục thôi nha bạn. Một chiếc xe tải các bạn ơi. Nè các bạn ơi, một chiếc xe tải nào tìm được nè. Một chiếc xe tải luôn nha. Wow, nè. Xe tải bự luôn các bạn ơi. Wow, chạy nha. Wow, một cái thùng bự luôn đó bạn ơi. Chạy luôn bạn ơi. Trời, mình coi. Sao sức cái nắp rồi bạn. Thì ra nó sức nắp đây bạn ơi. Mình sẽ gắn vô bạn ơi. Wow, mình sẽ gắn lại nha. Sức cái nắp rồi các bạn ơi. Sức cái nắp đậy bạn ơi. Không có sao, mình sẽ gắn vô thôi. Rồi. Đó, bình thường lên thôi các bạn ơi. Rồi. Ôi, sức luôn rồi. Ở trong đây nó chở nhiều nhiều quá nè bạn ơi. Mình đổ ra thứ đây nha. Rất nhiều luôn bạn ơi. Wow, hai con chó cứu hộ nè. Một chiếc xe hơi nè. Một khủng long nè các bạn ơi. Khủng long nè. Wow, xe hơi luôn nè bạn ơi. Xe siêu xe luôn nè. Hai siêu xe luôn. Con cá heo nữa các bạn ơi. Con cá mập các bạn ơi. Wow. Đó các bạn ơi. Wow. Thêm đây là một xe cứu hỏa nè các bạn ơi. Xe cứu hỏa bự nè các bạn ơi.
Wow, nó có dồi luôn nè, dồi bự nè. Băng 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 băng. Cái này để xịt nước nha bạn. Nè đó. Ui, xe quá đẹp bạn ơi. Ha ha. Ôi các bạn ơi, xe rất là đẹp luôn. Xe bự luôn bạn ơi. Thôi các bạn ơi, mình kết thúc clip nha các bạn. Ôi hôm nay tìm được quá trời nhiều đồ chơi đẹp rồi. Mình sẽ đi tìm, mai sẽ tìm đi tiếp bạn ơi. Kết thúc clip bạn ơi, đây đây bạn ơi.